Xin chào quý vị trong chương trình trực diện TV. Thì hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2022, nếu tính theo giờ của Hoa Kỳ, còn giờ của Việt Nam đã bước sang ngày 2 tháng 9 năm 2022. Thì ngày 2 tháng 9 hàng năm kể từ sau ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã trở thành ngày kỷ niệm quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và hiện giờ đó thì cái quan hệ giữa Việt Nam trên chính trường của quốc tế đã mở rộng rất là nhiều và quan hệ với rất là nhiều nước trên thế giới, gần như tất cả. Và đối với Hoa Kỳ cũng vậy. Hoa Kỳ thì Việt Nam có một cái quan hệ rất là đặc biệt và một trong những cái đối tác quan trọng bậc nhất của Việt Nam trên trường thế giới hiện nay. Và trong những năm gần đây đó thì chúng ta thấy rằng cái quan hệ nó càng chặt chẽ hơn khi mà có quá nhiều các cái phái đoàn cấp cao của Việt Nam cũng như là của Hoa Kỳ đến viếng thăm lẫn nhau, và những cái sự hợp tác năm sau nó cao hơn năm trước. Cái vấn đề mà xuất nhập khẩu cũng vậy, nó tăng trưởng một cách liên tục, thậm chí là có những năm tăng trưởng một cách rất là đột biến, một cách rất là thần kỳ. Khi mà nhìn lại cái quan hệ giữa Việt Mỹ trong mấy chục năm qua, có nhiều người rất là bỡ ngỡ, không ai tin tưởng được là ngay đứng trong cái thời điểm của năm 1995 để mà tưởng tượng cái quan hệ Việt Mỹ như ngày hôm nay, cái thành quả đạt được thì không có người nào mà dễ tính nhất cũng không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta đã thấy rồi, người Việt Nam sống tại Hoa Kỳ đó vì rất là nhiều các cái yếu tố khác nhau và đã tập trung cái số lượng rất là đông, có thể nói lên tới hơn 2,3 triệu người sống tại Hoa Kỳ và sống ở rải rác rất là nhiều nơi, mà thường thì tập trung ở phía bên miền viễn Tây hay là miền viễn Đông của nước Mỹ. Và cùng với cái sự phát triển chiều sâu như vậy, chúng ta thấy rằng cái công tác ngoại giao của Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng đặc biệt được chú trọng để phục vụ cho cái mối quan hệ đó và phục vụ cho những người công tác mà lãnh sự đó ở tại Hoa Kỳ. Đã có tới 3 cơ quan lãnh sự đặt tại nước Mỹ, phân bố ở San Francisco của California, ở bên Houston của Texas và ở bên coi như là Washington DC. Và tất cả ba cái cơ quan này đó hoạt động rất là hiệu quả. Và nhân cái ngày Quốc khánh hàng năm của Việt Nam thì riêng ở cái thành phố San Francisco, hay còn gọi là quận hạt San Francisco đó, thì hàng năm nhân dịp quốc khánh của Việt Nam họ thường hay tổ chức một cái lễ thượng cờ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên trước cái sảnh đường của coi như là của cái tòa thị chính này. Và cái hình ảnh mà cái lá cờ đỏ Việt Nam tung bay trên cái nóc của cái tòa thị chính đã làm cho rất là nhiều người, mà nhất là những người mà trong cái lực lượng mà chống cộng hay là chống cộng cực đoan, thì họ thường xuyên hay tổ chức để các cái cuộc biểu tình, các cái cuộc gọi là chống đối. Trước đây đó, khoảng chừng hơn một chục năm trước kia, thì lần đầu những cái lần đầu tiên hết mà xuất hiện những cái lá cờ như vậy, thì nhiều người họ rất là bực bội và họ đã biểu tình nó rất là gay gắt. Nhưng mà trong những năm gần đây thì những cái sự biểu tình đó nó đã thưa dần đi, nói chung là càng lúc nó càng ít đi, bởi vì cái mối quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ càng lúc nó càng đi vào chiều sâu. Và ngay cả nước Mỹ cũng vậy. Có hồi năm rồi đó thì cái việc mà làm lễ thượng cờ tại tòa thị chính của San Francisco thì không gặp bất cứ một cái sự phản đối nào, kể cả những ngày sau đó cũng không có một cái cuộc biểu tình, bởi vì người ta đổ lỗi cho cái việc mà thượng cờ là không có đúng với ngày. Ví dụ như là ngày 2 tháng 9 là cái ngày ngày mai, nhưng mà ngày mai đó thì nó rơi vào ngày thứ sáu, và cuối tuần. Và ở Mỹ đó, ở Việt Nam thì những ngày này là bắt đầu bước vào những ngày nghỉ lễ rồi, nghỉ lễ cho cái 2 tháng 9 và được nghỉ 4 ngày. Còn ở nước Mỹ thì không có nghỉ ngày 2 tháng 9. Tuy nhiên thì nước Mỹ cái tuần lễ đầu tiên của cái tháng 9, mà cái ngày thứ hai đầu tiên á, của cái tuần lễ đầu tiên là cái ngày lễ lao động của nước Mỹ. Do đó thì nước Mỹ cũng có cái dịp nghỉ lễ, thay vì nghỉ 4 ngày như Việt Nam thì nước Mỹ nghỉ 3 ngày, nghĩa là ngày Chủ nhật, thứ bảy và ngày thứ hai. Do đó thì cái việc mà tòa thị chính họ sắp xếp cho cái ngày nào để làm cái lễ mà kỷ niệm quốc khánh cho Việt Nam thì giữa hai bên người ta có những cái sự sắp đặt và đã chọn những cái ngày như vậy. Hồi năm ngoái cũng vậy, năm ngoái thì như là chọn cái ngày 29, 30 gì đó, thì những cái người biểu tình họ không biết,
và những người mà mang những cái lá cờ vàng đến để mà phản đối thì họ đã bị việt vị, không có biết đúng cái ngày. Và như thông lệ thì năm nay cũng vậy, năm nay thì ở phía bên tòa thị chính của San Francisco đã làm cái lễ kỷ niệm quốc khánh cho Việt Nam, và cái lá cờ đã được tung bay trên cái cái sảnh đường, nói chung là ở trên cái cột cờ của tòa thị chính vào ngày 29 tháng 8 năm 2022 vừa qua. Thì đây là những cái hình ảnh mà thị trưởng của San Francisco đã cùng với coi như là coi như là các phái đoàn của phía bên tổng lãnh sự của Việt Nam, tổng tổng lãnh sự quán của Việt Nam. Và cái cuộc tiếp xúc thông lệ hàng năm này đã được diễn ra rất là nhiều năm rồi và mang tính chất là liên tục luôn, nó mang tính chất là ổn định. Và phải nói rằng ở thành phố San Francisco đó thì họ có một cái phong tục, hay nói đúng hơn là có một cái việc làm rất là thường xuyên, đối với tất cả các nước mà có mối quan hệ bang giao với Hoa Kỳ thì họ đều tổ chức các cái buổi lễ như thế này. Và chúng ta thấy rằng những cái buổi lễ như thế này đó là được đăng lên rất là nhiều. Thí dụ như là đây là một cái buổi mà tiếp xúc giữa ông tổng lãnh sự của Việt Nam, ông Nguyễn Cát Toàn và phu nhân tiếp đón với phía bên đại diện của cái thành phố San Francisco. Và ngay trong ngày 29 tháng 8 năm 2022 vừa qua thì không ở dưới đường đó thì không có một cái sự biểu tình nào hết, không có một cái sự mà căng cờ hay là tập hợp những cái người mà gọi là chống cộng đứng đó để mà phản đối. Có lẽ vì nhiều lý do, chúng ta sẽ có những cái video clip để mà nói về những cái lý do đó nếu như có thêm những cái thông tin. Còn hôm nay đó thì cái việc mà đưa ra cái bản tin như thế này, cái bản tin là có cái sự tiếp đón, thì năm nay nó có một cái sự đặc biệt hơn mỗi năm, là bởi vì thành phố San Francisco ngoại trừ cái việc mà tiếp đón ra thì vừa rồi có thể nói là nhân cái kỷ niệm quốc khánh năm 2022 này thì phía bên thị trưởng của cái thành phố San Francisco lại ban hành thêm một cái văn bản nữa. Và đây là một cái văn bản có thể nói rằng nó rất có giá trị, và nó khẳng định có một cái lời tuyên bố về cái ngày 2 tháng 9 năm 2022 năm nay, để mà chọn cái ngày này trở thành cái ngày gọi là cái ngày tình bạn, và cái ngày gọi là di sản giữa Việt Mỹ. Đây là một cái điều rất là đặc biệt, bởi vì những người nằm trong cái lực lượng chống cộng đó thì người ta thường hay nói rằng là phía bên thị trưởng hay là những cái người mà trong cái hội đồng của cái thành phố San Francisco thì cũng là những cái người được bầu bởi giới những cái người dân của cái quận hạt này, và trong đó có cái cộng đồng Việt Nam được cho rằng rất là lớn mạnh, và cái cộng đồng Việt Nam là cái cộng đồng chống cộng, và họ có hoàn toàn ảnh hưởng cái lá phiếu cũng như là người ta muốn áp đặt lên cái thị trưởng cũng như là những người đứng đầu của cái thành phố này là không nên treo cái lá cờ của Việt Nam, hoặc là họ muốn cản trở. Nhưng mà trong suốt một thời gian vừa qua chúng ta thấy rằng ở phía bên chính quyền của San Francisco họ đã không có, họ vẫn tiến hành và họ vẫn làm, thậm chí là càng lúc nó càng gắng ghít hơn. Trong cái bài phát biểu của phía bên đại diện của thành phố San Francisco thì cho thấy rằng là quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ càng lúc càng rất là chặt chẽ, và cái mối quan hệ tình chị em giữa cái thành phố San Francisco với thành phố Hồ Chí Minh là một cái sự gắn kết ngày càng rất là chặt chẽ hơn. Cụ thể như là trong cái lời tuyên bố của những người đứng đầu của Việt Nam, chúng ta nhớ hồi tháng 5 năm 2022 vừa qua, trong cái chuyến viếng thăm của phái đoàn, ông Thủ tướng Việt Nam là ông Phạm Minh Chính đã có tiếp xúc với thị trưởng và phó thị trưởng của thành phố San Francisco và thành phố Los Angeles. Trong đó thì nhấn mạnh cái vai trò của hai cái thành phố này và cái sự hợp tác rất là chặt chẽ giữa Việt Nam. Và cách đây vài tuần thì cũng có một cái chuyến viếng thăm của người đứng đầu cái hành chính của thành phố Hồ Chí Minh, đó là ông Phan Văn Mãi đã đặt chân đến thăm cái thành phố chị em với Việt Nam của thành phố Hồ Chí Minh, đó là thành phố San Francisco, và đã có làm việc với thị trưởng của San Francisco trong những ngày mà ông ta lưu lại tại Hoa Kỳ.
để mà khẳng định hơn nữa cái mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với San Francisco. Đây là một cái tiến trình có thể nói rằng không thể đảo lộn được, và nó chỉ có thăng tiến chứ không có đi lùi. Và những cái điều này nó cũng làm gai mắt đối với những người mà họ chống cộng cực đoan. Họ muốn rằng họ chặn đứng cái sự phát triển đó. Họ muốn rằng là lúc nào Mỹ cũng phải tố cáo Việt Nam hay là không hợp tác với Việt Nam. Nhưng mà xem ra những cái cố gắng đó của những cái thời kỳ từ năm 1995 đến nay càng lúc nó càng yếu đi và càng lúc nó càng không có hiệu quả nữa. Thì chúng ta trở lại cái nội dung của cái văn bản mà ở phía bên thành phố San Francisco họ đưa ra trong một cái lời tuyên bố như thế này, để mà chúng ta tìm hiểu một chút về cái nội dung của nó. Thì trong cái nội dung này đó thì chúng ta thấy rằng đó nó thí dụ như chúng ta thấy rằng đây là một cái sự tuyên bố ha, tuyên bố rằng cái thành phố của thành phố và ngay cả của quận hạt San Francisco thì xét rằng là chúng tôi gửi lời chúc mừng đến người dân Việt Nam và nhân cái ngày quốc khánh của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và xét rằng San Francisco có một lịch sử lâu đời về sự cởi mở và một cái sự tôn trọng mọi cái sắc tộc và mọi cái quốc gia, và ngày quốc khánh của Việt Nam chúng tôi đặc biệt ghi nhận những đóng góp quan trọng cho cái thành phố của chúng tôi và ngay cả cái cộng đồng của người Mỹ gốc Việt nữa. Và xét rằng năm nay đánh dấu 27 năm ngày thiết lập mối quan hệ giữa thành quan hệ và chị em giữa cái thành phố kết nghĩa của thành phố của chúng tôi kết nghĩa với cái thành phố Hồ Chí Minh, là thành phố giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố San Francisco đó, và một mối quan hệ hợp tác thúc đẩy cái sự tôn trọng hiểu biết và hợp tác giữa mọi người của cả hai cái thành phố. Và xét rằng ngày Quốc khánh Việt Nam mang đến cho chúng tôi cái cơ hội để mà bày tỏ cái lòng biết ơn, cái lòng chân thành đối với Tổng lãnh sự quán của Việt Nam về các cái hoạt động mà đã phục vụ, ý đây muốn nói là về phục vụ cho những người mà người Mỹ gốc Việt hay là ngay cả cái phục vụ công việc chung đó. Thì các cái chương trình tài cho các chương trình và ngay cả cái nguồn mà nó cung cấp cho cái cộng đồng của chúng tôi, tức là một cái nguồn để mà cung cấp về các cái dịch vụ cho các cái cộng đồng của người Việt hay là ngay cả người Mỹ khi mà làm ăn ở Việt Nam hay bất cứ một cái vấn đề gì mà cái công tác lãnh sự làm đấy. Và xét rằng San Francisco là cam kết làm việc với lãnh sự quán cũng như là những cái người đứng đầu của Việt Nam đã khuyến khích kết nối rộng rãi hơn giữa các cái công ty, giữa các cái người Việt Nam và ngay cả những cái người dân của San Francisco nữa. Và xét rằng chúng tôi mong muốn tiếp tục có một cái quan hệ gọi là hữu nghị hợp tác, nghĩa là một cái tình bạn đó và một cái đối tác, và Việt Nam khi mà họ đang làm những cái điều giống như vậy để mà thúc đẩy một cái sự hiểu biết, cái sự hòa bình, một cái sự thăng tiến và cái sự giao lưu với nhau giữa những cái người dân của cả hai cái thành phố, và giao lưu kinh doanh, thương mại, giáo dục, văn hóa cũng như là những cái tất cả những cái vấn đề đó. Thì hiện giờ thì coi như là vì những cái lý do đó mà người ta quyết định rằng á, là tôi là London Brick là thị trưởng của cái thành phố và quận hạt San Francisco, thì nhân dịp quốc khánh của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì tuyên bố ngày 2 tháng 9 năm 2022 là ngày gọi là ngày hội hữu nghị coi như là Việt Nam và Mỹ, và cái ngày hữu nghị và di sản của Việt Nam và Mỹ, và coi như là ở San Francisco. Và để làm bằng chứng thì tôi đã đặt cái tay của mình cũng như là đã coi như là một cái con dấu đó, một con dấu nổi đã được của thành phố đã được dán lên ở bên trên cái lời tuyên bố này. Chúng ta thấy là ở phía bên trái có một cái dấu nổi, thì ở đây là các cái văn bản mà ở phía bên Hoa Kỳ thì họ thường làm như vậy. Và lần này đó có thể nói rằng những người mà họ thường có những cái lời lẽ mà không có thiện cảm đối với phía Việt Nam thì thường hay nói rằng là thành phố San Francisco là một thành phố mà có quá nhiều các cái tòa lãnh sự, có khá nhiều các cái tòa lãnh sự của rất là nhiều nước. Thì theo những thông lệ chung thì người ta thấy rằng quốc khánh của nước nào thì người ta cũng thường hay treo cờ hoặc là thường hay có một cái buổi lễ như vậy mang tính chất hình thức. Thí dụ như cách đây không lâu,
tức là tuần trước thôi, thì là ngày quốc khánh của nước Ukraine, thì người ta cũng treo cờ. Hoặc là trước đó nữa thì có những cái lễ mà của nhiều nước, thí dụ ngay cả Trung Quốc họ cũng làm vậy, ngay cả nhiều nước lắm. Thì thấy có kiểu hình thức và cũng không có gì đặc biệt đối với Việt Nam khi mà người ta cũng vẫn làm điều tương tự. Nhưng mà thật ra thì năm nay nó có một cái sự đặc biệt là ngay cả thị trưởng của cái thành phố San Francisco đã đưa ra một cái lời tuyên bố như vậy. Đây là một cái tuyên bố có thể nói rằng nó đã khẳng định và người ta chọn thẳng luôn cái ngày 2 tháng 9 này. Cái ngày 2 tháng 9 này đó mà khi mà đưa ra một cái loại tuyên bố như vậy thì chúng ta chưa biết là cái phản ứng của những người mà trong cái cộng đồng chống cộng thì sẽ như thế nào, nhất là những người mà chống cộng cực đoan. Đối với những người mà trung dung hay là những người mà họ có thân thiện với phía Việt Nam, hoặc là làm ăn với Việt Nam, đi lại thường xuyên với Việt Nam, hoặc là có đầu tư đối với Việt Nam, thì người ta thấy rằng đây là một cái sự đáng mừng, bởi vì nó tạo ra một cái hành lang thông hiểu với nhau và nó tạo ra một cái sự giúp đỡ dễ dãi, và những cái dịch vụ do hai cái cơ quan quan trọng hết, hoặc là hai cái lãnh đạo của các cái thành phố mà mang tính chất chị em như thế này, nó sẽ giúp cho cái người dân của hai cái nơi sẽ tạo ra một sự dễ dãi hơn và tạo được cái tiếng nói chung và giúp cho hai cái thành phố phát triển, cũng như là cái quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ càng lúc càng thăng tiến. Bởi vì San Francisco với thành phố Los Angeles là hai cái thành phố hạt nhân của cái bang California, mà bang California là cái bang mà đứng đầu của nước Mỹ, là cái nơi làm ra tiền nhiều nhất của Hoa Kỳ. Và có thể nói rằng nơi đây cũng tập trung rất là nhiều người Việt Nam nữa. Và nơi đây là cái cửa ngõ xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam. Đó là vấn đề rất là quan trọng. Và cái mấu chốt của cái công tác lãnh sự ở nơi đây cũng rất là đặc biệt. Có thể nói rằng nơi mà tập hợp quá nhiều những cái người mà khác biệt chính kiến, những người đi ra từ cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, và những người mà có cái ác cảm với Việt Nam. Cho nên để mà giải quyết tất cả những cái mọi thứ và để được như ngày hôm nay là cả một cái quá trình. Và chúng ta cũng sẽ không có lấy gì bất ngờ nếu như mà những cái năm sau, những cái lần mà kỷ niệm quốc khánh của năm vài ba năm nữa mà sẽ không còn bóng dáng của những người biểu tình chẳng hạn, hoặc là người ta sẽ thông hiểu hơn. Và tất cả những cái chuyện này đó nó nói lên một cái điều gì? Nó nói lên rằng là cái quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ càng lúc không thể nào đảo lộn được rồi. Bởi vì ở cái cấp cao nhất là cái cấp mà tổng thống, cái cấp mà quốc hội, cái cấp mà gọi là thượng tầng của cái nước Mỹ, và ngay cả Việt Nam cũng có một cái chiến lược, và thậm chí là chính quyền của Hoa Kỳ cũng đưa ra một cái chiến lược rất là rõ ràng là muốn quan hệ giữa Việt Mỹ trở thành một cái đối tác chiến lược toàn diện. Đó là một cái điều mà chắc chắn rằng Việt Nam cũng sẽ tham gia thôi. Thí dụ như không phải năm nay thì cũng sẽ năm tới hoặc là năm tới nữa, chứ không thể khác được. Bởi vì trong các nước thường trực của Liên Hợp Quốc thì Việt Nam đều đã có một cái quan hệ gọi là chiến lược cả, ai cũng hiểu. Và cái việc mà nâng lên như vậy thì chỉ đảm bảo cho Việt Nam càng lúc càng mạnh hơn và càng lúc càng vững chãi hơn và càng lúc mang tính chất độc lập hơn. Và đối với những người Việt Nam đang sống tại Hoa Kỳ, lẽ ra người ta phải vui mừng bởi vì đất nước có những cái sự thăng tiến. Dĩ nhiên là một cái đất nước nào người ta quản lý hay là điều hành vẫn còn có những cái sự tồn đọng, nó vẫn còn có những cái sự bất cập. Tuy nhiên phải nhìn theo cái tương lai khi mà người ta có những cái sự điều chỉnh và có những cái sự đấu tranh, có những cái sự mà phản biện đó, để cho nó tìm được cái tiếng nói và phải tiếp cận. Rõ ràng là nơi nào cũng vậy, ngay tại Mỹ cũng có quá nhiều các cái vấn đề mà người Mỹ đã đấu tranh suốt trong rất là nhiều năm qua, mà ngay trong thời điểm hiện nay thậm chí người ta còn đấu tranh nhiều hơn trước kia nữa. Bởi vì nó có quá nhiều những cái sự mà người ta cần muốn cho nó tốt hơn. Dĩ nhiên là người ta chỉ muốn là đấu tranh cho cái việc mà làm cho tốt hơn, chứ không phải muốn đấu tranh để mà lật đổ. Dĩ nhiên mà đấu tranh lật đổ thì ngay tại Hoa Kỳ người ta cũng đập thôi, người ta cũng không có để cho. Và lần này đó thì cái quốc khánh của Việt Nam tổ chức cũng không có đúng cái ngày 2 tháng 9. Và đây cũng là cái điểm mà đã nghe những cái lời ong tiếng ve, những cái người mà họ bắt đầu họ họ lên tiếng, họ nói rằng là Việt Nam có lẽ là ngại hay là lo không có dám làm đúng ngày các thứ này kia. Nhưng mà ở phía bên thị trưởng của cái thành phố San Francisco và ngay cả những người ở trong cuộc, người ta cũng hoàn toàn có cái lý do để mà người ta làm như vậy.
Và rõ ràng là cái ngày lễ mà thượng cờ đó không có một cái bóng dáng của những cái người biểu tình, và cũng giống như là năm rồi thôi. Và đây là một điều rất là đặc biệt. Và nhân ngày Quốc khánh của Việt Nam thì chúc cho các bạn, những người ở Việt Nam được nghỉ những cái ngày lễ rất là vui vẻ và trọn vẹn, nói chung là an toàn và vui tươi. Đó là cái điều mà chúng ta muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay, và xin tất cả đều được an bình. Cảm ơn, xin kính chào.